Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì chú chiên đây là một món bánh ăn rất là ngon và được rất nhiều cô chú anh chị và các bạn quan tâm. Mình có thể làm món ăn vặt cho gia đình. Đây cũng là một món ăn dân dã, nhưng mà mình biết cái cách chế biến để cho cái vỏ bánh chuối của mình được giòn, xốp và ngon. Thì hôm nay mình có cái cách làm này nè các bạn. Và cái công thức rất là đơn giản luôn, mà bánh của mình lại giòn xốp nữa, chia sẻ đến cho các bạn nghe. Nếu các bạn yêu thích thì có thể cùng mình làm cho gia đình thưởng thức. Và video của mình các bạn thấy hay và hữu ích thì cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những video mới từ mình nha các bạn. Ngày mới chúc cho các bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Với cái món bánh chuối chiên này nè các bạn, có rất là nhiều cái công thức và cách làm, mà mỗi một cái công thức là mang một cái hương vị khác nhau và bánh của mình sẽ khác nhau luôn nha các bạn. Thì mình cũng đã làm rất là nhiều cái cách làm, nhưng mà mình thấy cái cách khoa bột này, bánh chuối chiên của mình rất là giòn xốp và đặc biệt rất là ngon nè. Và công thức mình sẽ ghi dưới cái phần mô tả để cho các bạn tìm xem nha. Và bây giờ mình sẽ đi sơ qua cái phần nguyên liệu mình cần chuẩn bị. Ở bên đây mình cần có là 300g bột gạo, 40g bột nếp, 40g bột năng và 40g bột mì. Mình sử dụng bột mì đa dụng. Và 50g đường, nửa muỗng cà phê muối, 10g mè đen. Nếu các bạn ăn nhiều thì mình cho cái mè nhiều một xíu, cho một xíu mè vô cho thơm ngon nha. Và bên đây mình có một nải chuối xiêm đen nè các bạn. Chuối xiêm như thế này đã chín rồi, vừa làm bánh chuối rồi đó. Rồi bây giờ mình tiến hành đi pha bột nha. Thì đầu tiên là mình sẽ cho vào cái thau là 300g bột gạo mịn, 40g bột mì, mình sử dụng là bột mì đa dụng, 40g bột năng, 40g bột nếp. Mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối cho có cái vị đậm đà nha các bạn. 50g đường. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Chuẩn bị ở bên đây là 500ml nước nha các bạn. Nhưng mà nước các bạn cho từ từ vào ha, mình không có cho một lượt, mình cứ cho từ từ rồi mình sẽ trộn đều cái phần bột lên để cho bột và nước được hòa quyện. Và cái cách làm này của mình đó, mình chiên 2 lần nên là mình cho cái độ sánh của bột hơi lỏng hơn là cái cách làm của video trước nha các bạn. Và mỗi người sẽ có một cái cách làm bánh chuối chiên khác nhau cho gia đình. Nếu các bạn yêu thích cái cách làm này của mình thì có thể cùng mình làm nha. Thì mình cho cái lượng nước vào thì mình được cái dòng chảy sền sệt như vậy nè các bạn. Và để cho bánh của mình có cái màu vàng đẹp hơn thì mình cho vào đây là 1 đến 2 giọt màu vàng nha. Đây là cái phẩm màu vàng, không có cái vị đắng, mình có thể tìm mua. Nếu các bạn không có thì mình cho một xíu màu bột nghệ á. Rồi mình sẽ quậy đều lên. Thì mình cho một xíu màu vàng như vậy, một lát nữa mình chiên cái bánh của mình sẽ có cái màu đẹp các bạn. Tiếp tục mình cho vào đây là mè đen. Mình cho mè vào, một lát nữa mình chiên bánh, mình ăn thì sẽ có cái vỏ bánh rất là giòn và thơm, thơm cái mùi mè. Là mình được cái dòng chảy như thế này nha. Chuẩn bị một cái túi ni lông, mình cắt ở bên cái hông của cái túi nè các bạn. Đó, để mình cho cái miếng chuối của mình vào giữa như thế này để mình ép nha. Thì chuối mình đã lột vỏ cho sạch. Sau đó mình sẽ cắt làm đôi. Chuối này là vừa chiên luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào cái túi như thế này nè. Sau đó là mình sẽ dùng cái thớt ha, mình ép cái miếng chuối này cho mỏng ra. Nhưng mà đừng có mỏng quá nha.
mình ép mỏng quá một xíu nữa mình chiên bánh sẽ khó, nên mình ép như vậy là được nè. Thì cứ tiếp tục mình sẽ ép cho hết cái phần chuối nha. Với cái lượng bột này mình làm khoảng là 9 trái chuối nha các bạn. Và mỗi trái chuối mình cắt làm đôi thì mình sẽ được 18 miếng chuối chiên. Thì mình sẽ ép 9 quả chuối ra hết luôn nha. Để mình chuẩn bị một lát nữa mình đem mình chiên bánh một thể luôn. Thì sau khi mình đã ép chuối xong thì bây giờ mình chuẩn bị mình đem đi chiên bánh nha các bạn. Thì lúc này mình sẽ quậy bột lên một lần nữa nha. Và để chiên bánh cho dễ hơn, ở đây mình dùng cái chai nước ngọt nè các bạn, hay chai nước suối đó, mình cắt làm cái muỗng để mình cho bột vào mình chiên cho dễ. Và bên đây mình chuẩn bị một chảo dầu ăn. Khi dầu của mình nóng sôi đầu đũa thì mình sẽ cho phần chuối chiên vào mình chiên nha. Đây là cái giá mà mình để chiên chuối nha, mình tự sáng tạo, mình lấy cái chai mình cắt ra đó các bạn. Sau đó là mình cho một lớp mỏng bột ha. Tiếp tục là mình cho nửa miếng chuối mình đã ép sẵn vào nè. Rồi mình sẽ chan lên một lớp mỏng bột nữa để mình áo ở bên miếng chuối á. Đây như vậy nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào cái chảo dầu ha. Dầu của mình lúc này cũng đã nóng rồi. Mình cho vào cái chai như thế này, mình cắt ra đó các bạn. Mình thả miếng chuối vô rất là dễ dàng. Khi dầu đã nóng sôi thì các bạn giảm lại lửa trên trung bình. Và cứ tiếp tục mình sẽ thả vô vài miếng chuối nữa nha. Mình cho một lớp mỏng bột ở bên dưới, sau đó mình cho miếng chuối lên và mình áo thêm một lớp bột ở bên trên. Rất là đơn giản. Bột mình pha chiên giòn như thế này nè các bạn. Các bạn làm những cái món chiên khác ăn cũng rất là tuyệt vời luôn. Không nhất thiết là mình phải chiên cái phần chuối không nha. Mình có thể là chiên khoai và chiên tất cả những cái món chiên giòn á. Ngon lắm. Thì chuối chiên làm rất là đơn giản, nhưng mà cái cách khoa bột rất là quan trọng để quyết định được cái món bánh chuối chiên của các bạn ngon nha. Ngon như là ở ngoài hàng quán người ta bán luôn đó các bạn. Đôi khi mình muốn làm nhưng mà không có được giòn giống như các cô các dì ở ngoài chợ bán đó, thì mình ăn cũng không có ngon ha. Mình chiên rồi mình chở bề bánh nha các bạn. Đây các bạn thấy cái bánh của mình phồng lên và nổi lên trên. Khi bánh hơi vàng và cứng bột lại thì mình sẽ vớt ra. Đó, mình để cho bánh của mình nguội nha. Mình cứ chiên sơ qua một vòng hết đi các bạn. Và bánh nguội thì mình sẽ chiên lại lần hai. Thì trong cái thau bột của mình không có bị dính quá nhiều dầu. Lúc này bánh của các bạn mới vớt ra rất là còn nóng, mà các bạn cho liền vào cái thau bột thì không hay nha. Nên mình sẽ đợi cho bánh chuối chiên của mình nguội một xíu, mình sẽ chiên lại lần hai. Như vậy giúp cho món bánh chuối chiên của mình được giòn ngon hơn. Và cứ tiếp tục mình sẽ chiên cái lần một cho hết luôn nha. Và đây là những miếng chuối chiên mình chiên lần một đây. Khi chuối đã nguội hoàn toàn thì bắt đầu mình sẽ lăn qua bột, mình tiếp tục chiên lại lần hai nha. Thì với cái cách làm chiên bột hai lần như thế này, bánh chuối chiên của các bạn sẽ giòn và giữ được rất là lâu. Và đây là giòn xốp chứ không có giòn cứng nên các bạn cứ yên tâm. Đó, mình cho vào bột như thế này nè các bạn, mình áo một lớp mỏng ha. Rồi tiếp tục mình sẽ thả vào cái chảo dầu. Thì chiên và cứ chở đều nha các bạn. Chuối của mình lúc này phồng lên đây các bạn xem nè. Bánh chuối chiên lại phồng to lên như thế này. Thì mình chiên đến khi nào bánh chuối chiên của mình vàng là mình sẽ vớt ra.
Mình quay gần cho các bạn xem nè. Đó, đây là những chiếc chuối chiên của mình căn phòng rỗng ruột nha, ngon lắm. Khi bánh chuối chiên của mình đã vàng như thế này mình vớt ra được rồi đó các bạn. Lúc này bánh của mình rất là giòn. Lần lượt mình sẽ vớt cái phần bánh chuối chiên đã vàng ra hết, sau đó là mình sẽ tiếp tục chiên cho hết cái phần bánh còn lại nha. Lúc này cái phần mè rất là thơm. Ở đây các bạn xem nè, chuối chiên của mình rất là ngon nha. Thì đây là một dĩa chuối chiên mà mình vừa chiên xong nè các bạn, một màu vàng ươm luôn, rất là ngon nha. Đây các bạn xem nè, miếng chuối chiên của mình rất là tuyệt vời chưa, ngon lắm nha các bạn. Bánh lại căng phồng nữa, có một màu vàng rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ cái miếng chuối chiên ra cho các bạn xem nè. Đó, các bạn có nghe được cái độ giòn của chuối không các bạn? Đây mình sẽ bẻ ra. Đó, chuối chiên căng phồng rất là ngon nha. Mình mời các bạn cùng thưởng thức nha. Cái vỏ mỏng luôn các bạn mà giòn. Mình mời các bạn nha. Mình ăn và cảm nhận được cái vỏ bánh chuối chiên rất là giòn mà giòn xốp, ngon lắm luôn. Thì chắc các bạn cũng đã nghe được cái độ giòn từ cái vỏ của chuối chiên. Thì video của mình chia sẻ đến đây cũng tạm dừng nha. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Và xem video của mình cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông, cũng như là tiếp tục theo dõi những món bánh mới từ mình nha. Mình cố gắng sáng tạo nhiều món bánh ngon, nhiều món ăn lạ để chia sẻ đến cho các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những món bánh tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt, bye bye các bạn nha.